video ngày hôm nay nhá, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một kỹ năng làm sao để tô màu cho thật đẹp cho bức tranh mình yêu thích. Bây giờ các bạn hãy cùng theo dõi mình làm nhá. Tôi bị tô màu nha các bạn nha. Cái là lần tiền anh ở chơi nhiều, không phải là đi ăn bánh, bánh trả tiền mà vẫn còn nguyên zin luôn. Là lúc nào anh? Hả? Là lúc nào? Cách đây mấy năm rồi. Mà đi lấy chồng bắt đầu. Lấy chồng là bây giờ cũng bỏ chồng đi dạy chồng rồi, lấy chồng sớm bắt lớp 11 đã nghỉ học để đi lấy chồng. Vẫn nói chuyện tình cảm lâu lâu nói chuyện với nhau cũng ngọt ngào nhau mà. Và chơi game nó bỏ lóc chưa? Dạ. Bây giờ mình sẽ đi chợ ngồi để tôi trong tranh mình. Nó bỏ lóc thế. Giờ chơi game bỏ lóc chưa? Có bỏ lóc đéo đâu mà bỏ lóc. Đang bỏ mấy con chụp trước cơ mà. Ờ, cái con hôm qua hôm kia kẻ đấy. Nó đéo bảo chia tèm nó và mẹ nó chặn luôn mà. Thì kẻ cũng không kẻ đi. Không em không bé đi. Đã chế không rồi. Ôi, anh chưa đứa nào chặn anh luôn. Anh toàn trên đây trong hòa bình, trong vui vẻ. Mà kể cả trên đây chỗ chính mít kia trên đây chán nào. Chán đứa nào chặn anh à. Anh nó có khái niệm chặn, nó đứa nào thích chặn thì chặn, thì anh nó có định khái niệm chặn. Anh chỉ để thôi cái thời gian chặn với bố mày nghỉ ngơi, bố mày tán nước khác cũng sướng mà chặn mình chặn toàn thích thì mày hỏi mẹ biết bạn gì đỡ phải giúp đỡ. Anh biết mà anh nhất thời gian mình đi làm gì chặn mình chưa, nhưng mà đúng thật là chưa đứa nào chặn anh cả. Chị ơi, rảnh quá bà. Mới yêu mà để đến mức trên tem mà nó chặn mình lúc đấy mình sống lỗi đấy nó mới chặn đấy. Sống quá tổ. Đúng rồi. Nhưng mà tận mẹ lao lên như vậy. Bốn đứa nghiệp vụ rồi mà không được cái chưa lần nào được cú thì phải xem lại thế nào. Xem xem lại. Ui ôi ôi. Người ta chưa yêu người ta cần được cú. Đây là yêu rồi mà không được cú thì bản năng đấy, đấy không phải là bản năng của đàn ông nữa rồi em ạ. Tí về tôi nghe là anh Cường nói mà có lọt tai đâu mà. Mỗi người một kỹ năng, đàn gái mỗi người một kỹ năng. Để dần dần đến cái chuyện đấy thì nên để mình không cần phải học hỏi ai, đấy là do mình thôi. Đàn ông do bản năng như kệ anh Cường nói, anh nhắn tin xíu. Ồ, vừa nghe vừa nhắn tin cũng được mà. Giờ mày nói lại coi anh Cường vừa nói đi. Quên. anh chỉ bảo vậy thôi. Mất thằng một kỹ năng. Đúng ngồi cái cười. Cái cười. Vừa nhắn tin vừa nghe. Nếu mà thấy đúng hoặc là thấy hợp lý, thấy phù hợp với mình thì cũng có thể nghe cũng được. Áp dụng bạn được nhưng mà không thấy hợp lý thì thôi tận bỏ ngoài ta. Chứ còn anh không dạy ai, anh có giỏi đâu mà anh dạy ai. Anh không dốt của mình. Đúng rồi, anh đẩn anh dạy. Anh giỏi thì dạy, anh đã có vợ rồi. Đợi ông già đi lấy vợ anh nhỉ, chẳng biết thế nào.
Anh chơi chơi để đi lên vận. Đơm, đỡ phải chơi nhỉ. Nhà anh mà có hai thằng con trai ấy, anh có cái 30 anh để lên vận. Bây giờ mình đã đi tô màu xong, các bạn thấy mình tô đẹp hay rồi mình xin phép like, đăng ký kênh, cảm tất cả rất nhiều. Hello tất cả các bạn, lại là mình đây. Video ngày hôm nay mình sẽ chỉ dẫn cho các bạn những cách tô màu, những chọn loại màu sao cho thật là đẹp. Bây giờ chúng ta cũng bắt đầu nào. Bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết tô màu nha các bạn. Mình vẫn là cường pin này, chuyên ra bốc phốt. Okay. Chuyên ra thì xỏ xiên lén phén đụng luôn. Ra uống trà chiều đi. Anh Cường này chuyên ra đi tranh chấp địa bàn. Tranh chấp cái đéo thì từ lúc xuống đây làm anh cũng ngồi mãi ở vị trí này của anh đi tranh chấp địa bàn. Lén phén là một mình cân tất. Anh Cường ra cái loạt này trong giận nào hổ, không cụ thể nhá. Ngồi đây suốt rồi, mà đi tranh chấp địa bàn. Bố này là Hứa Văn Cường. Hứa Văn Cường. Đàn em của Thành Bom. À, này không có đâu. Thành Bom cũng chỉ là con người thôi mà. Cũng chỉ là con người bình thường thôi mà. Là mình đã chấp hay. Tao là Giang Hồ Mõm, Thành Bom là tao, tao là Thành Bom. Giang Hồ Mõm mới nổi của TikToker Việt Nam. Giang Hồ Internet. Vân Liên hôm nay nó hỏi anh cái đéo, nó hỏi anh nhắn tin cho anh cho anh không cần điện thoại đâu. Anh biết đéo là tôi nhắn tin. Cái gì? Anh đi định hỏi anh bảo anh cái gì ấy, sau chắc là nó lại nhà được người rồi thì sao? Bà đấy đang bán mấy cái đỏ. Bán luôn mấy cái quần này. Sáng nay đi làm sau là cái ngõ nhà con Vân Anh ấy. Thấy Phương nó đi từ đấy ra, mình đi qua rồi thì anh mới nhận ra là con Phương. Không, bà Phương tức là bà đã đi đâu đi qua rồi nó đến tới đường bên ta cơ thì vô tình thấy thôi. Anh mắt ta chạm nhau liên quan đéo rồi nhỉ, thì em chỉ bảo anh mắt ta chạm nhau thôi. Mãi đi qua mất được độ 10 mét rồi mới nhớ ra cái mẹ con Phương Bin đấy, nhìn giờ khác phết, không béo như trước chứ béo rồi, giờ giảm cân thì đéo nào. Anh hỏi em sao em biết mụn mịn nhưng mà nhìn mụn mịn ghê nhưng mà chơi mất đỏ mất rồi đấy gì đấy, tôi để xả rồi trời xuống nằm trên thùng giường thì còn gì nữa đâu mà không vỡ sầu, còn cơm với canh gì nữa đâu mà buồn vơi nhớ thôi hết rồi. Em đã bảo anh rồi, anh đi làm ca sĩ đi. Đang mà giọng đang mà hè thì tao đéo phải là ngồi đây với mày. Thử phát pin nhẹ luôn, liền hát fan. Mày biết thằng Lệ rơi không? Không. Mẹ mày tao hát tao chỉ đọc được như nó luôn. Chứ không tao mà hát hè mẹ mày giọng tao hè tao cứ đi học nghe luyện thành, mẹ mày sao tao bây giờ kiếm tiền trên mạng luôn, co và nổi tiếng luôn. Lúc đấy anh em không cùng đẳng cấp. Cùng đi đéo là được, lúc đấy mình lại đéo quen được anh. Đúng rồi. Thì anh lúc đêm về tại sao? Tại vì nếu mà anh mà hát hay mà anh đi làm cái gì thì anh chắc không bao giờ hạ mình xuống và làm như này thì mình sẽ không bao giờ gặp anh được đúng không? Mình anh làm cái gì rồi anh vẫn đéo quan tâm đến một tin được nghề làm cái gì? Anh tư vị mới rồi. Tư vị mới rồi. Mẹ. Thế mới bảo. Nhưng cái đứa bạn cùng trang lứa của em chỉ đi uống trà sữa với cả đi chơi trai thì em là một cơ vị mới. Các bạn bây giờ còn đang vội uống trà sữa thì các kiểu mình bây giờ đã biết đi kiếm tiền lo cho gia đình. Thế sao lại bể? Thế bạn biết thằng này thằng nào không? Thằng này thằng chó nào?
rõ ràng. Nhưng mà có khi mà Thành mà biết anh sớm mà lúc đấy bạn ví dụ có cái sau có cái sau anh làm người mà anh hát hay anh làm ca sĩ thì có khi anh nhận Thành là ông là ông báo đi nhận show cho anh gà này vô nhưng mà đi nhận thôi. Như vậy là sản phẩm tô màu của mình xong cho các bạn. Nếu các bạn thấy hay và thấy đẹp trong này các bạn, mình cảm ơn các bạn rất là nhiều.